Tiếp tục chương trình làm việc trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, sáng ngày 4 tháng 11 theo giờ Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand. Chủ tịch Quốc hội Pháp bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Pháp. Chủ tịch Quốc hội Pháp khẳng định Pháp hết sức coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực, chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế trong thời gian qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời cảm ơn đến nhà nước và Chính phủ Pháp đã tặng Việt Nam 400.000 liều vaccine qua cơ chế song phương và 1 triệu liều vaccine qua cơ chế COVAX, làm minh chứng cho mối quan hệ gắn kết, đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cơ quan nghị viện hai nước vào việc củng cố quan hệ song phương cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Quốc hội Richard Ferrand cùng các cộng sự tại nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt. Ông Richard Ferrand chia sẻ về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Pháp và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các vùng biển và đại dương, đặc biệt là ở Biển Đông, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Pháp phối hợp với Chính phủ Pháp triển khai hiệu quả Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-EU EVFTA và ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và các nước EU, đồng thời ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian Pháp đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch EU vào tháng 1 năm 2022 tới đây, Chủ tịch Richard Ferrand cũng đánh giá cao khả năng hòa nhập sâu rộng và thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và là cầu nối quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Quốc hội Richard Ferrand sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Richard Ferrand vui vẻ nhận lời và khẳng định sẵn sàng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm Pháp.